Dạ xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị trên kênh. Chúc một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Thì hôm nay em lại tiếp tục quay một số cây để giới thiệu cho cô chú anh chị. Nếu có yêu thích thì xin mời ủng hộ cho em. Số điện thoại là 0949 59 29 29, cũng là số Zalo luôn ha. Đây là cái cây mai hôm trước em có quay nè. Đó, hôm nay nó ra vậy đây cô chú. Cây này thì đã chốt cho anh trai ở Cát Lái, Đồng Nai ha. Thì bây giờ trong cái tình hình dịch bệnh thì chưa có giao được, cho nên là để đây chăm sóc, rồi khi nào giao được thì giao cho anh. Đó. Thì anh trai xem cái được cái clip này thì cũng biết là cây của mình nó cũng đã như vậy rồi ha. Rồi rất cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em. Rồi hôm nay tiếp tục quay một số cây nữa. Hồi có cây mai xù nè cô chú. Đây, sù này nuôi tay cành cũng khá lớn ha. Nhưng mà trước khi quay cây mai thì có cây dành dành, gọi là bạch thiên hương cô chú. À, bông trắng muốt luôn, rất là thơm cô chú. Đó, này là sắp tàn rồi nè, sắp tàn. Đây cái nụ, cái búp của nó nè. Cây này chuẩn bị bung rồi cô chú. Nó rất là dễ có bông ha. Đây nè, búp nè. Rồi, cây búp ở đây. Đó, cái này là chuẩn bị bung hơi nhiều một chút rồi nè. Tại vì để cái cây này ngược hướng nắng á cô chú, cũng thông cảm, cho nên là còn hôm nay trời chuyển mưa mới quay được vậy nè. Này nắng nhiều cho nên nó ngược hướng luôn. Đó, một cái dáng cây dáng song siêu ha. Hai thân nó đuổi nhau lùa, nó tới đây luôn nè. Đây là cái bông tàn của nó nè, bông sắp tàn rồi nè. Bông này nó chuyển ra màu màu vàng, màu ngà ngà. Đó, nó không còn màu trắng nữa. Rồi một số thấy một số anh em bán cũng gọi là dành dành ha, nhưng mà bông nó giống như bông lài, bông đơn á. Thì đây là bông nguyên một cái bông kép ha, nó rất là nhiều nhánh, rất là nhiều cánh. Đó. Bông nó bự lắm nha cô chú. Đó, ở trên đó có một số bông đang chỗ trên đó, đó. Mấy cái bông vàng vàng là bông tàn ha. Thì mới vô dây nè. Dây cho mấy cái nhánh nó ra, nó bung ra thôi. Nè. Từ lúc mà nó nụ cho tới lúc chỗ rất là đẹp luôn. Mới đầu nó xanh xanh nè cô chú. Đó, rồi bắt đầu nó mới bung ra, nó trắng muốt hết trơn luôn. Rất là thơm. Cái này thì dễ có bông á. Nó như bông trang nha, mỗi cái đọt nó ra cái đọt vậy nè. Cắt á, ra cái đọt ha, mỗi đọt là mấy móng nó ra cái nụ vậy nè. Nụ nó bằng ngón tay của mình á. Có nụ nó bự hơn ngón tay nè. Nè. Đó. Cái lá này hồi nhỏ hồi xưa ở dưới quê là lấy cái lá này nè mình giò uống như sâm vậy đó, nó mát. Bỏ đường phèn vô. Để hồi là nó đặt lại luôn á cô chú. Giống như lá sâm vậy đó. Đó. Có một cái dáng song siêu hai thân. Nó đuổi tuốt ngoài này luôn ha. Rồi vô đo cái thông số giùm anh cái đô ơi. Rồi đây anh em nó đo cái thông số cho cô chú tham khảo ha. Rồi chiều cao từ mặt chậu lên là nó khoảng 2 mét đó cô chú. Đó, hết thước dây nó còn dư khúc ở trên này nè. Mình phỏng phỏng khoảng 2 mét. Rồi cái tàn ngang luôn em ơi. Tàn ngang rồi, đo từ cái thân ra đi. Đó, từ cái thân ra đi để anh nhắm nha. Rồi nó khoảng 2 mét đó cô chú ơi. Nó dư qua đây khúc nè. Đó, tới cái chót này nè. Còn bên đây thì mình chưa có tính là nó cũng khoảng 2 mét thôi. Cao 2 mét, ngang 2 mét ha. Rồi, em đo cái thân ngay cái cổ này là nhiều, ngay cái nó một cốt nó lên hai thân nha cô chú. 49 nè. Đó, ngay đây là 49 nè, một thân. Rồi bắt đầu nó lên hai thân. Nó dính liền nha cô chú, không có rời ha. Cái đó là 27 cô chú ơi. 26 yếu 27. Bên đây là nhiêu đây, bên đây 2 mấy đây, 22. Bên đây 22. Rồi.
Đây là một cốt dính liền ha, chứ không có rời ha. Đó. Rồi em đo cái hoành đế luôn đây, sẵn đứng đây đo cái hạo hạo thử coi cái đế là đừng. Này nó đều đế cho cô chú, bốn mặt có hết trơn ha. Rồi bung cái thước ra. Đó, đo hạo hạo đây. 114. Rồi 114. Để điện vòng cho cô chú xem. Cái đế nó nè. Cộng bự bự không ha. Đó. Đây bên này nó có nè, nguyên cái đế lớn nó cắm xuống. Nó không bài ra đây, có cộng đế bự nữa nè. Đó. Đó, cái mặt trong này đây. Đó, rồi em đo cái thoát thân lên nè. Thoát thân tới cái nhánh lớn giùm anh nè. Thoát thân là 96. Rồi, thoát thân 96 cô chú. Này, cái thân nó lên nè. Nó dốt từ từ ha. Hai cái dáng đuổi nhau. Đó. Cũng hơi khó thấy cô chú thông cảm. Có gì kết bạn Zalo cái gửi hình cho cô chú xem. Nhìn ở ngoài thì nó khá là đẹp. Tàn thì chưa có được dày lắm. Tại vì mình cũng mới làm lại thôi. Ở trước hai thân nó cũng hơi cao lên á. Gịch cảo nó xuống ha. Một thời gian nó mới được vậy nè. Nó mới được thấp xuống vậy nè. Đó. Mới được cái dáng vậy nè. Đó. Đây. Đó nhìn từ phía dưới lên cho cô chú xem là nó. Nó cũng lắc ha chứ không có đơ. Nói chung là cái thân hai thân đều lắc rất là đẹp ha. Nó như là sắn vô nhau vậy đó. Quấn vô nhau vậy đó. Đó. Tàn thì chưa mịn lắm, cái này khoảng 2 3 tháng nữa. Đây, nụ rất nhiều ha, mấy cái này rất là dễ định hình nha cô chú. Mặc dù nó rất là giòn ha, bẻ thì mình phải kỹ, cái này nó dày, nó ôm dày dữ lắm, nhanh lắm. Này cái thân rất là giòn luôn, nhưng mà nó định hình cũng nhanh lắm. Đây nè, đó cái nhánh bên lớn là đã định hình rồi nè. Mình vô dây đó bắt đầu định hình nè, cứ ngắt luôn nè, không có trả gì hết trơn. Vô đâu là dính đó đó. Rất là dễ uống à, cái cọng bên lớn thôi nè. Rồi cô chú có yêu thích cây này thì gọi cho con số điện thoại 0949 592929, có để trên màn hình nha. Cây này thì giao lưu giá là 10 triệu ha. Bao ship 200 km bằng xe tải luôn. Cây này thì chỉ giao gần thôi chứ không bó bầu, không có gì không gửi được đi xa. Đó. Bạch Thiên Hương dành dành. Rồi cái chậu này là chậu giả đồng ha, chậu này là chậu 8. Đường kính là 80. Đó. Xa xa cho cô chú xem lại lần nữa. Rồi cô chú xem có thấy yêu thích kênh thì ủng hộ con bằng cách nhấn đăng ký và nhấn vô cái chuông ha để nhận được cái thông báo. Rất cảm ơn cô chú đã theo dõi clip. Buổi tối mình ra mình ngồi uống nước trà ở dưới này nè. Rất là thơm luôn. Nó thơm như nguyệt quế vậy đó. Bạch Thiên Hương mà. Cái tên nghe cũng hay. Đó. Tổng hợp các mùi hương. Rồi rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip. Xin cảm ơn trong thời gian qua đã ủng hộ con. Và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.